sân vận động Olympic Phnom Penh đã bắt đầu lắp đặt ghế mới trên khán đài sân vận động. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đến một năm, ghế trên khán đài sân vận động này được lắp đặt mới. Nguyên nhân dẫn đến việc này là do những chiếc ghế được lắp đặt ở lần trước để phục vụ SEA Games 32 không đạt tiêu chuẩn của AFC vì không có các lỗ thông khí và thoát nước. Vì vậy, để có thể tổ chức các trận đấu thuộc các giải đấu của AFC trong tương lai, sân vận động này buộc phải thay thế toàn bộ ghế ngồi. Những chiếc ghế mới trên sân vận động Olympic Phnom Penh sẽ có các lỗ thông khí theo đúng yêu cầu của AFC. Những chiếc ghế này cũng có phần tựa lưng cho khán giả thay vì loại ghế trơn trước đây. Sân vận động Olympic Phnom Penh có sức chứa khoảng 35.000 khán giả. Kể từ khi được cải tạo để phục vụ SEA Games 32, đây là một trong những sân vận động chất lượng nhất Cambodia hiện nay. Dù nước này đã có sân vận động quốc gia mới Molodok Teco, nhưng nó vẫn là sân nhà của đội tuyển bóng đá quốc gia Cambodia.